Alo, xin chào cả nhà. Giờ hôm nay anh em cộng đồng mạng có cái tờ tường trình về việc Ủy ban nhân dân Phú Quốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng những Phú Quốc tờ bản đồ số bôi nha, thấy tờ tường trình về việc thẩm định điều chỉnh đề cương nhiệm vụ đề án lập hai đơn vị hành chính cấp xã, lập thành phố Phú Quốc và lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cái này cũng là một tín hiệu vui cho anh em nhà đầu tư bất động sản Phú Quốc chuẩn bị đón sóng lên thành phố rồi. Bây giờ mình cũng chung tay góp sức để phát triển cho đảo Phú Quốc, thì mình nên nhà đầu tư mình build cái này như cái này nè, các bạn thấy không? Như cái bản đồ kế hoạch sử dụng đất nè. Bạn cần thì mình sẽ link chia sẻ ở dưới, mục đích để phát triển bất động sản của đảo Phú Quốc. Bạn yếu quá đi. Giờ các bạn này là mình xem một cái bản đồ, mình up cái lớp mình xem cô đồ Google Maps nha các bạn. Cái kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nói chung là nó có sẽ thổi nhiều về với cái kế hoạch sử dụng đất 2018. Mạng nó yếu quá, nó lót không nha. Cái thay đổi này cái lớn nhất là cái này, cái này là cái thay đổi lớn nhất mà dễ nhận biết nhất và mình thấy nó cũng đẹp nhất cái khu vực này. Này do mạng nó yếu các bạn. Bạn thấy không? Đây là cái dự án lấn biển nha các bạn. Các bạn nha, các bạn đổi nhất so với các bản đồ trong những năm vừa qua. Đây là một phần giống như là một da một nhánh hoa sen trên đảo đúng không? Cái thứ hai thì các bạn đây là có sự điều chỉnh thứ hai này là được chú tiên nữa các bạn. Cái đường số tiên có sự điều chỉnh nha, nó khác cái tọa độ với cái bản đồ 2018 nè. Và cái thứ ba là đường tuyến chánh này, đặc biệt này, đây là con đường tuyến chánh hai, đây đường giải phóng này, nó sẽ có con đường tuyến chánh này nó sẽ né được xe những xe tải lớn đi vào trung tâm của thành phố Phú Quốc. Rồi, thấy không? Rồi các bạn thấy cái đường tuyến chánh này, cái bản đồ này mình build nó có một số phạm vi như cái khu vực mà những cái đất mà phi nông nghiệp ấy, nó có thể là nó bị lộ
chọn một số chức năng nhưng mà một số nhỏ thôi các bạn. Tại vì những cái lớp mà của hàng đất ở nông thôn này, và đất ở đô thị này, đất cầm chơi lâu năm này, và hàng năm khác này, đều là vị trí ổn định. Các bạn xem điều nó đều nên nhớ điều là cái thông tin ổn định đấy. Còn một số lớp mà nó có thể là bị phi nông nghiệp á, mình do quá trình mình tách mình được đó, nó còn bị hơi sai một số nhưng mà không đáng kể. Có thể là một chỗ đất đai cà phê nó bị lộn vô đất thương mại dịch vụ nên mình không có lọc hết. Về cái bản đồ này mình làm là mục đích mình chia sẻ cho anh em nhà đầu tư bất động sản và môi giới. Các bạn nào được bản đồ này xây dựng bởi kênh của Blog Channel của là Thổ Địa Phú Quốc nha. Các bạn có bản đồ này nói chung mình lại làm nó có tính chất tham khảo nha các bạn, nó không có thể thay thế bản chính nha. Để cho anh em mình đầu tư là cái tham khảo này. Rồi bây giờ mình bye các bạn. Hôm nay cũng có tin vui, có cái văn bản đề nghị thành phố Quốc mà cũng gần thôi các bạn ơi. Anh em thì đón tháng 6, mình thì mình đón có thể hơn chút đỉnh nhưng không sao, càng sớm thì càng tốt để cứu vãn tình hình của bất động sản của đảo Phú Quốc và đem tăng đà phát triển cho đảo. Hầu như là những cái lớp tập đảo và lớp các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh mình nha, ủng hộ kênh nha các bạn, để mình chia sẻ cho các bạn trong bản đồ này. Bye bye các bạn, hẹn các bạn lại.